Nhà ở gần trường nên những hôm ba mẹ đi làm sớm không chở đi học được, chị em bé Thư sẽ đi bộ đến trường. Len qua vài con hẻm rồi ra đường lớn. Dù nhiều đoạn vỉa hè bị lấn chiếm khó đi bộ được, nhưng cuối cùng, chưa đầy 10 phút, hai bạn nhỏ cũng kịp đến lớp. Nhà con cũng ở gần trường, lâu lâu con mới đi bộ, con vừa đi thì con vừa tập thể dục. Thế nhưng trên thực tế, các phụ huynh, các gia đình đều cho con em đến trường bằng xe là chính. Do lo ngại trời nóng, khói bụi ô nhiễm, xe cộ đông đúc mất an toàn. Phần đường dành cho người đi bộ còn hạn chế do bị lấn chiếm, xuống cấp, khiến phụ huynh không dám để con em đi bộ đến trường. Điểm trường và điểm nhà thì khá xa so với lại các em. Thì ở việc này thì sẽ tạo cho các em cái việc khó khăn vì xa quá như vậy thì các em sẽ cảm thấy là mệt. Thì các bé sẽ khó tập trung hơn trong cái việc học của các em. Đồng thời thì với cái lượng xe cộ hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh rất là đông. Đem lại môi trường an toàn hơn cho các em nhỏ khi đi bộ là điều đang được hướng tới với nhiều giải pháp, trong đó có tháng quốc tế đi bộ đến trường đang được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi không chỉ giúp tạo thói quen lành mạnh để tăng cường sức khỏe, năng động hơn, mà việc đi bộ còn giúp trẻ nâng cao nhận thức và hạn chế phương tiện cá nhân, xe máy để giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông. Trước hết là giáo viên sẽ là người trang bị cho em những kiến thức về kỹ năng đi bộ thế nào là an toàn khi đến trường. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng phối hợp với các lực lượng chức năng điều phối giao thông, cũng giống như là những cái việc mà dọn dẹp cái lìa vỉa hè thông thoáng. Phải đảm bảo các cái lòng lề đường vỉa hè nó đảm bảo tương đối là thông thoáng để dành riêng cái vỉa hè để cho các em đi bộ. Và nhất là trước cái cổng trường chúng ta phải bố trí sắp xếp các cái vạch qua đường, rồi các cái đèn tín hiệu giao thông, các biển báo để hướng dẫn làm sao cảnh báo những người khi tham gia giao thông tới đó phải dừng lại để cho các trẻ em nó qua đường một cách an toàn nhất. Từ phong trào học sinh đi bộ đến trường, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh, an toàn giao thông nơi khu vực trường học một lần nữa được gióng lên để có thể tạo tiếng vang, gây được sự chú ý và quan tâm nơi phụ huynh nói riêng và cả cộng đồng nói chung về trách nhiệm của người lớn trong việc đảm bảo an toàn cho người đi bộ, cho đường đến trường của con em là hành trình đi bộ vui, khỏe, an toàn.